chào anh em nhá. Hôm nay Cường Công có dịp đặc biệt được quay với kênh Việt Cường Phim với anh Trần Nam Phim để tiến hành cho Cường Công nhá. Anh em ủng hộ cho Việt Cường Phim và Trần Nam Phim nhá, hoàn thành những cái bộ phim tâm đắc xã hội. Anh em ủng hộ nhá. Hello anh em nhá, ủng hộ đăng ký kênh nhá, Việt Cường Phim nhá. Xin chào tất cả anh em. Rồi. Chào mọi người, đây hai diễn viên chính trong bộ phim Hồng Lửa nha mọi người. Cho ý kiến của mấy bạn trước khi tham gia bộ phim Hồng Lửa đi. Chào mọi người, hôm nay mình mới có dịp hợp tác với Việt Nguyễn Phim. Mong mọi người ủng hộ cho kênh Việt Nguyễn Phim nhé. Thì hành trình của tụi mình là quay kịch bản là quay từ Đồng Nai, sẽ bị nhóm nhân ngồi rượt đuổi mà lên tới Đà Lạt. Sau đó lên Đà Lạt thì để gặp những chướng ngại vật, một số đàn em đánh gây cấn và rất là hấp dẫn. Và đây là những nữ chính trong phim vai Hồng. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Tôn Nghĩa cũng như là kênh Việt Hùng Phim. Rồi, cảm ơn mọi người nha. Xin chào mọi người. Đây là trong quá trình mà anh em ekip đang đi trên đường tìm bối cảnh sắp tới của phim. Rồi địa hình đồi núi. Tại vì đi trốn nên phải là đi lên rừng lên núi mới. Mọi người thấy phong cảnh đẹp không? Quá tuyệt vời phải không mọi người? Đó. Chắc có một cảnh mà mong mọi người luôn ủng hộ Việt Nguyễn Phim nha. Rồi Trần An Phim nha mọi người, chuẩn bị khai xuân đầu năm mới ra một sản phẩm mới để phục vụ khán giả, mong mọi người luôn ủng hộ. Có một cảnh rất là hấp dẫn, đó là có một cô gái thật là xinh đẹp nhưng mà bị bắt cóc xong quăng xuống nước. Đó. Hello, chào tất cả anh em nha. Nay Trần Anh Phim hợp tác với Việt Nguyễn Phim đi ra Đà Lạt quay cảnh phim xã hội phim Hồng Lửa. Anh em ủng hộ đón xem nha, đăng ký kênh. Chào anh em.